Chào chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ngồi ở đây để gửi đến các bạn một video cung cấp cho các bạn những thông tin để tham khảo một số cái dòng MacBook nói chung và MacBook CPU nói riêng. Và cụ thể lần này mình muốn giới thiệu cho các bạn là chiếc MacBook Pro 2017 có Touch Bar phiên bản CPU. Còn bây giờ intro nào. Mac One số 1 về Mac. Mình xin được chia sẻ luôn rằng nếu mà chẳng may các bạn làm vỡ chiếc màn hình của chiếc MacBook này thì bạn sẽ phải bỏ ra khoản chi phí là tầm 8 đến 10 triệu đồng để thay thế một cái màn hình mới. Nói như vậy thì các bạn đủ hiểu cái giá trị của chiếc màn hình Retina 2K của Apple đáng giá thế nào rồi. Đây là điểm mạnh lớn nhất của Apple cho người dùng khi người dùng có thêm một cái màn hình sắc nét và độ chân thực cao. Với những bạn designer thì đây là một điểm rất quan trọng. Khi mà các bạn xuất ảnh hay video ra thì màu sắc chân thực là một cái điểm tiên quyết. Và các bạn in ra banner ra cái màu sắc nó chân thực thì là điều hết sức cần thiết. Với những tín đồ phim ảnh như là mình thì không thể bỏ qua được khi mà các bạn xem phim ở trên con MacBook Pro này á, thì sẽ rất là nét này, mịn đến từng chi tiết luôn. Và điểm lớn hơn nữa là bạn xem trong thời gian lâu dài thì cũng sẽ không bị mỏi mắt. Tiện đây thì mình xin chia sẻ luôn về loa của chiếc MacBook Pro 2017 này. Thì nó là một cái loa thế hệ mới và cho một điểm cộng rất lớn cho MacBook Pro 2017. Bởi âm thanh cho ra rất chân thực và chắc chắn khi mà mình xem phim hay nghe nhạc ấy, thực sự rất là đã. Về hiệu năng thì với con chip Core i5 3.1, RAM 8GB, SSD 256 hoặc 52GB thì đây là một trong chiếc máy có thể đáp ứng được phần lớn các nhu cầu phổ thông ở thời điểm hiện tại. Và để hiểu rõ hơn về hiệu năng của máy thì các bạn nên có bớt chút thời gian qua Mac One để trải nghiệm để có một cái kết quả chính xác nhất. Bởi vì là Apple thì thông thường sẽ không đánh mạnh vào thông số đâu. Và về thiết kế hay là pin, mọi thứ thì đã có nhiều video đánh giá rồi. Và mình sẽ đi thẳng vào vấn đề ngày hôm nay luôn. Mình muốn giới thiệu cho các bạn hàng CPU là gì và có nên mua hàng CPU ở thời điểm hiện tại không nhé. Thì những máy CPU là những máy mà Apple xuất ra thị trường lần thứ hai sau khi đã thu hồi và tân trang lại một số mẫu. Thường thì sẽ là lỗi phần mềm hoặc là chầy xước nhẹ ở phần cứng. Tuy nhiên thì trước khi xuất xưởng thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm bởi những chiếc máy này thì đều đã qua những cái bước quy trình rất là nghiêm ngặt của táo huyết rồi. Và ở đây thì mình sẽ có một chiếc máy CPU vừa mới về Mac One, thì mình sẽ bóc luôn cho các bạn xem nhé. Ok. Yes. Đây, như các bạn có thể thấy trên tay mình, đây là một chiếc máy nguyên siêu. Các bạn có thể tự tay bóc máy và active lên như là hàng mới bình thường. Nếu các bạn chọn hàng CPU thì sẽ có những ưu điểm lớn nhất là về kinh tế. Thông thường thì những chiếc máy CPU như thế này sẽ giảm giá tầm 10% so với những máy hàng mới. Và đặc biệt hơn nữa là hòa trong niềm vui của cả nước, Mac One cũng sẽ có chương trình khuyến mại cho khách hàng trong dịp quốc khánh này. Cụ thể là các bạn sẽ được giảm giá 200.000 đồng khi mà mua máy mới và 300.000 đồng khi mua máy line new. Ngoài giảm giá về trong hóa đơn ra thì các bạn có thể được có cơ hội nhận được các phần quà cũng như là phụ kiện của MacBook đi kèm. Chương trình cụ thể sẽ diễn ra vào mùng 1 đến mùng 2 tháng 9, chỉ duy nhất 2 ngày các bạn nhé. Còn thông tin cập nhật hơn thì các bạn có thể cập nhật qua fanpage của Mac One. Thực sự mình thấy chỉ là một chiếc laptop để giải trí hay là làm việc thôi thì chúng ta càng tiết kiệm được nhiều thì càng tốt phải không nào? Vậy nên bạn nào đang có một nhu cầu mua một chiếc máy mới giá thành phù hợp để sử dụng trong một thời gian dài sắp tới thì hãy ghé ngay Mac One để chọn chiếc MacBook Pro 2017 này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.